Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTuber Quang Xe Máy nha anh em. Hôm nay Quang tiếp tục cái tiệm làm clip quay cập nhật xe cho anh em nha. Thì trước mắt anh em là chiếc quen pha lốc trắng. Lốc trắng đời 2 năm nha anh em. Chiếc này thì máy móc nguyên zin. Bao bít cho anh em nha. Đầu lòng là zin chưa chạm nha anh em. Để clip xa đi, con sẽ dắt chiếc này ra ngoài, con quay chi tiết hơn, rõ hơn cho anh em nha anh em. Nè, bộ thân xe mà đẹp như này mọi người. Cái màu đỏ này cũng đẹp anh em. Có cờ. Xe liền lạc. Máy chắc nha anh em. Chiếc này hai mấy triệu rồi, tiếp sau anh sẽ quay riêng chiếc này và báo giá chính xác cho anh em nha anh em. Còn trước chiếc này là chiếc Fortuner Sunker đời 2008. Áo zin theo xe, máy zin bích nha anh em. Dàn chân zin đẹp nè. Chiếc này thì hôm bữa Quang có mới về, Quang có quay sơ lược cho anh em à. Hôm nay gã ra Quang vệ sinh nha. Lốc nè, đẹp ướt át luôn nha anh em. Chơi máy này hơi tối, mọi người thông cảm nha, sườn đang mung rồi mọi người. Sườn zin không một ngọt nha anh em. Gấp zin luôn nè. Nè, bánh căm thắng đĩa nha anh em. Ốc tán khá xe. Chiếc này thì Quang cũng mới ra bung ra vệ sinh nha, lại cũng đang nè. Đang rút hồ sơ á. Chữ còn nha anh em. Dành cắm đây. Nhân lúc mà chưa gấp áo lại thì Quang quay bên trong cho anh em xem nha. Để gấp áo rồi quay không có thấy mọi người. Sườn rất đẹp nha anh em. Xăng rồi. Xăng này Quang xem rồi, zin nha anh em. Máy zin, áp theo xe. Máy chắc đi đầm nhẹ bóc nha mọi người. Máy có áp này anh em xem nè, rất đẹp nha. Áp phục đây. Dàn lốc đây nè mọi người, cũng rất đẹp nha mọi người. Ốc lốc là còn màu nha. Nè, như ốc nó cũng còn màu nè. Đưa cá nè. Quay con chân lòng cho anh em xem. Áo là có vài chỗ bị chày bẩn trong này kia đó, Quang đem đi sửa nha anh em. Sẽ khô ráo. Năm sản xuất 2008. Xuồng là không mục nha nè. Nè, bộ áo của chiếc Future xăng kim nè. Rất đẹp nha anh em. Nó có bẩn trong bị khòn chút xíu. Qua mở ra qua sửa. Nó theo xe nha mọi người. 2008. Tháng 7 2008. Sẵn bung ra mở cho anh em, quay cho anh em xem. Nè, bộ áo nè. Bên đây nè. Rồi dàn bẩn này kia nè anh em. Nhà nè. Một nạ 28 luôn nha anh em. Đây. Đầu đèn sẵn. Sẵn mở cho anh em xem luôn nha. Sẵn mở cái thì quay cho anh em. 2
28 đâu mọi người. Tiệm vàng hiện tại có chiếc SH-MO, biển số huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Chiếc SH-MO này sản xuất năm 2020, xe là zin toàn tập nha mọi người. Rất là mới nha. Xe này thì siêu lướt thôi. Chiếc này có 2.900 mấy km. Đây, 2.965 km. Anh em quan tâm những dòng xe SH mẫu mới này rất đẹp nha, thì liên hệ cho Quang. Số điện thoại là 0345 386 505 nha anh em. 2.000 mấy km thì y mới thôi mọi người. Bản này là bản phanh ABS nha anh em. Rất đẹp nha. Rồi sau thì có thêm cái mạ rôm đó này mọi người. Mặt nạ thì nó cách tân rồi nè. Rất là đẹp nha. Đèn thì đèn LED 2 tầng. Anh em mà quyết định mua xe mới thì mua chiếc này rất hợp lý nha anh em. Quang tha màu trắng. Rất là nhiều anh em thích chiếc này mà gọi cho Quang nè. Quang tha 100 nha anh em. Màu trắng nha. Mấy dòng này thì đi bền, tiết kiệm xăng. Với lại cái kiểu dáng nó gọn nữa. Nó gọn hơn nè, sẵn có mẫu 110. Nó gọn mẫu 110 rất nhiều mọi người. Có nhiều anh em thích mẫu này hơn nha. Mẫu này tiệm Quang đang bán mười mấy triệu nha anh em. Anh em alo lấy giá giúp Quang nha. Biết xài xài mẫu này ngon hơn mọi người. Màu trắng nữa. Màu này hot. Để qua xem đời đời máy nha anh em. Đời 25. Đời 25 luôn nha anh em. Đời cao nha. Bô nè. Những chiếc bô đẹp nha anh em. Bây sơ tiệm cho anh em luôn nha. Chiếc này là chiếc cúp nè. Chiếc cúp 50 anh em. Chiếc này nhái mẫu của siêu cúp. Làm rất đẹp nha mọi người. Hiệu đi test này, hiệu này chất lượng lắm nha anh em, hiệu này có thương hiệu á. Biển số A nè, xe 50 nha anh em, 84 Trà Vinh, xe như mới nha mọi người. Anh em nào có con nhỏ hay chị nhà thích xe 50 mẫu này thì alo cho Quang nha. Quen pha tiệm qua có thêm chiếc vui tơ màu đỏ nè mọi người, màu đỏ nè. Giờ chiếc màu đen nè, màu đen này quay rồi nè. Cặp vui tơ này mười mấy nha anh em, mười tám mấy nha. Anh em thích màu nào thì lấy màu đó nha anh em. Cả hai xe đều là máy zin. Màu đỏ cũng khá đẹp đó mọi người. Trung đen đỏ đều đẹp nha. Đầu lòng nè. Quên pha. Quên pha chiếc này như mới về luôn anh em. Để con xin đắt thôi. Này 2020. Mười mấy triệu nha anh em. Có nhiều anh em kêu Quang quay kỹ hơn, hôm nay Quang quay cho anh em. 2020 xin hết nha mọi người. Bao xin không lỗi nha.
như xe mới thôi nè. Đây còn chiếc nè, đỏ hoàn còn 4 xe nha. Đây 2 xe. Chiếc này quen pha lốc trắng. Lốc trắng chữ công nha anh em. Giá là 25 triệu nha. Áo này áo theo xe luôn. Số 4 số luôn, một chủ. Máy im zin. Chiếc này phi trị ít nha em. Phụ ít 2010, áo theo xe máy zin, vỏ theo xe một tôi. Dàn chân nguyên zin nha anh em, áo mới lột keo nha, áo zin. Chiếc này 48 triệu nha anh em. Đây là chiếc GT, quan còn một chiếc duy nhất. GT 208, máy zin, áo mới nha nè. Áo mới thay rồi, phải thay lâu nha mọi người. Còn đó ao à, không vết chày, không vết chậm. Chiếc này 47 triệu nha nè. Quan còn chiếc SH Mod nha, 2020. Chiếc xe cực đẹp nha mọi người. Chiếc xe thích thì anh em alo giá chút qua nha. Huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. $2,965. LED 2 tầng luôn. Đây, quay 100 màu trắng nè. Nhiều anh em kêu quay chi tiết hơn nè. Hôm nay con quay cho anh em nè. Vỏ dày cui, bạc đùm bạc phục xin nha anh em, chưa sơn lốc nè. Chung xe này khá liền lạc, có nhìn em rất ưa thích dòng quay 100 này nha. 100 này thì máy chắc hơn. Kiểu dáng cũng gọn ghẽ hơn nữa, để qua nhấp ga cho anh em xem. Bạc đầm tôi mua còn ghi luôn nè, bộ theo xe. Chiếc này giá 10 mấy triệu nha, anh em thích thì alo cho qua nha. Phía trong có chiếc Super nè. Super 204, máy zin. Áo mũ à, theo xe đâu nha anh em. Chiếc này 28 triệu nha anh em. $110 màu đen. Mấy dòng Wenfa thì 10 mấy triệu thôi nha anh em.
Winner X này. Ôi, xin lỗi anh em, Winner V. Vario nha. Này 125. Tìm còn chiếc Jupiter MX này nè. Cũng mười mấy triệu nha. Anh em quan tâm những dòng Jupiter thì alo cho Quang. Quang hiện tại còn một chiếc MX và hai chiếc Gavita nha. MX này máy chắc lắm anh em. Cho xem năm mấy nha. Năm 2007. Dòng da 2007. Quang nghĩ chắc máy chắc lắm á. Cũng như những dòng mà ép nhỏ mà số tự động á, đời 26 27 mọi người. Máy vô đói luôn. Chiếc này mười mấy vừa xài thôi nè. Cứ alo cho Quang, số điện thoại 0345 386 505 nha. Không có bệnh. Hester 2017 nè. Chiếc này hai máy nha anh em, máy zin. Màu trắng đỏ đen. Mấy chiếc này thì Quang quay rồi, Quang quay lại sơ cho anh em xem. Anh em cần xe nào mà ở tiệm Quang có thì alo cho Quang. Màu đen nhám. Dòng bình dân sửa đất y nè. Quay black, quay pha Sirius mười mấy triệu dễ này. Raider sao chia chứ, cặp này bốn mấy. Mở kinh ba máy nha nè. Này 150 Việt Nam cũng ba máy luôn. Chắc xe zin đẹp chắc. Này có thêm chống trộm nè. Nên chấm đây. Chấm vô lên đồng hồ. Rồi để. Rồi chắc Quang tạm dừng video thôi nha. Nãy giờ Quang quay cũng muốn dắp cửa hàng đó mọi người. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi video nha. Đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ Quang nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ. Chiếc này 32 nha anh em, nãy quên báo cho anh em. 202 máy zin. Chiếc này 55. HP29. Quang còn chiếc cuối cùng, chiếc Phu 1 35. Alo, Quang còn bớt cho anh em nha, tất cả xe cửa hàng nha. AB24. Kích ba mười mấy à.